thần tài chỉ điểm, đúng rằm tháng 12 âm lịch, bốn con giáp chúng số độc đắc, tiền bạc ùn ùn kéo về, ăn nên làm ra, lắm tiền nhiều của. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã dần bước vào những ngày cuối cùng của cái năm 2023 năm Quý Mão. Và chỉ còn tầm khoảng gần nửa tháng nữa thôi là chúng ta bắt đầu bước sang cái năm mới. Cái lễ cúng ông công táo cũng sắp đến rồi. Và trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn trong ngày rằm rằm tháng 12 âm lịch, rằm tháng chạp. Cái ngày rằm thứ 13 của năm 2023, năm Quý Mão. À quý vị thân mến, đây là những con giáp được thần tài chỉ điểm, thần may mắn gọi tên. Dù các bạn làm gì cũng sẽ được thành công mỹ mãn ngoài mong đợi. Đây chính là những con giáp sẽ thoát nghèo thoát khổ, đón nhận cái vận may cực lớn về tiền bạc trong cái ngày rằm tháng 12 âm lịch. À, không thể phủ nhận một điều là trong thời gian trước đây ý, thì những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập, đôi khi là khổ tận cam lai. Thế nhưng sau cơn mưa thì trời lại sáng và ông trời không phụ lòng người có lòng. Đó, ông trời sẽ không không phụ người có lòng. Chỉ cần bước sang cái ngày rằm tháng 12 âm lịch thì các bạn sẽ có những cái cố lội ngược dòng. Đấy, các áp lực đấy các dự án trước đây sẽ gặp dịp sinh lời đem về cho các bạn một khoản tiền không hề nhỏ. Ai đang trong cảnh khó khăn nợ nần ý, thì sẽ gặp được quý nhân, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, sớm trả hết nợ nần, thừa thắng sông lên. Chỉ cần các bạn cố gắng thì những cái nỗ lực từ trước đến nay ý, thì các bạn sẽ có một cái cuộc sống dư giả về mặt vật chất. Và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn đấy trong ngày rằm tháng 12 năm lịch năm 2023. À, thưa quý vị, à, chúng ta biết ngày rằm tháng 12 lịch nó sẽ rơi vào ngày mậu tí đúng không ạ? Mậu tí. Ngày mậu tí. Và trong ngày mậu tí này thì chúng ta sẽ có năm con giáp cực kỳ may mắn, dễ được lộc trời ban. Đó là những tuổi sau. À, tuổi đầu tiên may mắn trong ngày rằm tháng 12 lịch không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi xíu. À, những người tuổi xỉu thì được cục diện là tí và xỉu là nhị hợp nói chung về cơ bản thì những người tuổi sửu có một ngày là khá là thuận lợi hanh thông nếu mà chăm chỉ cố gắng và nhất quán với cái mục tiêu của mình ấy, thì các bạn sẽ hoàn toàn có thể gặt hái được những cái thành công ngoài mong đợi cái cục diện tí sửu nhị hợp nó mang lại cái tác động tích cực cho những người tuổi sửu trên cái phương diện của cuộc sống à, con dân này biết cách lập kế hoạch làm việc nên là dù có bận rộn đến mấy thì cũng không rơi vào cái cảnh bối rối à, thêm vào đó các mối quan hệ xã giao thuận lợi Đồng nghiệp thì là hợp tác ăn ý Càng là cái yếu tố Giúp cho các bạn nhanh chóng gặt hái được cái thành công đó. À, thêm nữa Cái vận trình tài lộc của những con giáp này Cũng có những cái bước tiến triển đáng kể Các bạn sẽ có cơ hội nhận được Những khoản hoa hồng, tiền thưởng, thường nóng Nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công Nếu muốn cải thiện cái thu nhập Thì các bạn hoàn toàn có thể thử sức với các công việc làm thêm À, những người làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu về một khoản lợi kha khá nhờ vào việc hợp tác diễn ra được thuận lợi à, bên cạnh đó trong cái ngày mộ tí này trong ngày rằm này công việc hợp tác nó diễn ra cũng thuận lợi và cái phương diện tình cảm của những người tuổi những người tuổi xíu ấy cũng gì tốt lành và may mắn vì thế các bạn cần phải chú ý cái cách hành xử của mình vợ chồng cần phải quan tâm đến nhau nhiều hơn thường xuyên trò chuyện để giải quyết những cái mâu thuẫn những cái khúc mắc trong cuộc sống Đồng thời các bạn cũng cần phải giữ khoảng cách với những người khác giới Đừng để lời ra tiếng vào gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái hạnh phúc gia đình Và để gia tăng thêm cái vận may và gia tăng cái hạnh phúc của mình ấy, Thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ Giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống Hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ Uồn, uồn kéo đến. Đó. Vòng này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi tuổi sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày rằm tháng 12 lịch. Trong ngày mậu tí này thì không ai khác đó chính là những người đời thân. À, thưa quý vị, những người tuổi thân thì được cục diện thân tí thìn là tâm hợp Thêm nữa, trong cái ngày rằm thì những người tuổi thân lại được thực thần, nó trợ mệnh, nó nâng bước Nên những người tuổi thân không phải lo đến cái chuyện chi tiêu trong cái ngày hôm nay Bởi các bạn sẽ có một cái túi tiền dùng dính à, Những người làm nghề tự do ấy, thì có thể kiếm được một khoản kha khá Nhờ vào cái lợi thế trên một cái lĩnh vực nào đó của mình à, Thêm nữa, trong cái ngày rằm tháng 12 lịch ấy, thì nó cho thấy là gì? có nhiều cái cơ hội mở ra với những người tuổi thân báo hiệu một khoảng thời gian vô cùng là thuận lợi nếu bản mệnh biết nắm chắc thời cơ thì cái việc gặt hái được thành công cũng nằm trong tầm tay của các bạn à, thêm nữa trên phương diện sự nghiệp thì do được cục diện tăng hợp thân tí thì nó trợ lực nó phù trợ mà bản mệnh làm gì cũng được xuân sẻ nhiều cái mục tiêu đặt ra từ trước đó cũng đều có một cái tiến triển khá là tốt à, thêm nữa các bạn có thể đặt ra những cái đích đến những cái tham vọng lớn hơn của mình. À, khả năng vượt lên trên đồng nghiệp hoặc là vượt lên trên đối thủ là cực kỳ cao. À, thêm nữa, trong cái ngày rằm tháng 12 lịch ấy, thì những người tuổi thân có các mối quan hệ xã giao nó cũng hòa hợp hài hòa. Nó là cái yếu tố quan trọng giúp cho các bạn không phải sợ bất cứ cái khó khăn, bất cứ cái thử thách nào. Đấy. Thêm nữa, cái phương diện tài lộc của những người tuổi thân trong thời gian này cũng gì, khá là khả quan. Khi mà những người làm công ăn lương cũng dễ nhận được những khoản thưởng nóng, những khoản hoa hồng. Còn những người làm ăn kinh doanh thì tìm ra cái phương hướng làm ăn chính xác, là người đi tiên phong nên là cũng kiếm về cái lợi nhuận nhanh chóng hơn so với đối thủ. À, bên cạnh đó, trong thời gian này thì tình cảm vợ chồng nói chung ấy cũng không có gì đáng lo ngại. Khi mà vợ chồng cũng đã biết cách bao dung, tha thứ cho nhau và biết đặt mình vào vị trí của đối phương để cất nhắc cái vấn đề. À, gia đình chính là cái động lực để các bạn tiếp tục bước về phía trước à, với những người độc thân thì các bạn có thể là nhận được cái lời bày tỏ của đối phương đầy triển vọng hai người hợp nhau nên là gì quan hệ nó cũng sẽ phát triển một cách nhanh chóng và sẽ sớm có người đi đưa về để ra mắt trong dịp tết nguyên đán này vì thế để gia tăng thì cái vận may của mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vì thế à, các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân thân tí thìn mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi thân tiếp theo chúng ta sẽ đến con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày rằm tháng 12 âm lịch không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi thìn à, kính thưa quý vị những người tuổi Thìn thì từ đầu năm đến giờ khá là lao đao lận đận do cục diện là Thìn Mã Lục Hại, tức là bị Lục Hại về Thái Tuế đấy. Thì bước sang cái tháng 12 âm lịch đúng không? Tháng 12 âm lịch thì cũng đã bắt đầu là cái vận khí nó đi lên một chút. Nói chung ấy, trong ngày rằm tháng 12 âm lịch thì những người tuổi Thìn ấy được cục diện tăng hợp nó giúp sức nên những người tuổi Thìn sẽ được lãnh đạo đánh giá cao và trao cho nhiều cái trọng trách. Quý vị hãy tin tưởng vào chính bản thân mình và cố gắng hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ở trong thời gian này thì những người làm kinh tế thì với khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác cũng có cái khả năng chấp được những cái cơ hội đáng quý trong cái ngày rằm tháng 12 âm lịch. Đúng không? Tất nhiên cái giai đoạn đầu các bạn sẽ hơi khó khăn vất vả một chút nhưng mà cái kết quả cũng rất đáng là mong chờ nếu mà quý vị gặp được cái thành quả của mình. À, thêm nữa, trong thời gian này thì được cục diện là tác hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên cái vận trình công việc nó cũng sẽ khá là hanh thông thuận lợi, đúng không ạ? À, nó sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, mở ra nhiều cái cơ hội kết nối. Vì thế mà những người tuổi thìn trong cái thời gian này hãy để tích cực đi giao lưu, gặp gỡ và kết nối được nhiều mối quan hệ thì càng tốt. Đó cũng là cái nền tảng là cái cơ hội để cho các bạn bứt phá lên trong cuộc sống trong cái thời điểm cuối năm này. Thêm nữa vào thời điểm cuối cuối năm ấy thì nói chung ấy gặp phải cục diện là thìn và tí, thân tý thìn là bán tam hợp vì thế mà nó cũng sẽ giúp cho con đường tình duyên con đường tình cảm của những người tuổi tuổi thìn ấy được tốt lành hơn rất nhiều nói chung ấy trong thời gian này các bạn nên quan tâm đến bạn bè bạn đời của mình nhiều hơn đừng có lấy lý do công việc bận rộn để tỏ vẻ thờ ơ với gia đình. Đó. À một ngày quý vị hãy dành một khoảng thời gian nhất định để trò chuyện với những người thân trong gia đình để hàn gắn cái tình cảm và để, gì, để gì, kết nối thường xuyên từ đó sẽ không bị có những cái khoảng cách giữa hai người nữa vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái vận trình cho mình ấy, thì những người tuổi thìn quý vị luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân để mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong cái ngày rằm tháng 12 âm lịch ngày mậu tý thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tý. À, kính thưa quý vị, nói chung ấy trong cái ngày rằm tháng 12 âm lịch ngày mậu tý này ấy, thì những người tuổi tý được cục diện là chính tài nó soi đường nó chỉ lối vậy nên những người tuổi tý sẽ nhận được một khoản thưởng nóng hậu hĩnh nhờ những cái thành tích cao trong công việc các bạn đang dần dần khẳng định được cái vị thế của mình trong cái tập thể còn với những người làm ăn kinh doanh ấy, thì những cái quyết sách đúng đắn từ trước cũng sẽ đem lại cho các bạn một khoản lợi nhuận ổn định và ngày một tăng tiến nhiều hơn à, các bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho cả tập thể nữa. À, bên cạnh đó, làm giàu cho cả những người mà đi, đi theo mình, đi theo mình nữa. À, tuy nhiên đấy, trong thời gian này thì nói chung ấy, các bạn cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn và tài lộc hơn khi mà gì được quyền lệnh nó ủng hộ cũng như là được các cát tinh nó soi chiếu. Đấy. Vậy nên quý vị và các bạn ấy hãy để tranh thủ cái thời gian này để bứt phá hơn nữa trong cuộc sống. Và về tình cảm thì được câu chuyện là thủy hai hành thủy tỷ hòa vì vì thế mà nó cũng sẽ mang lại những cái thuận lợi cả về công danh sự nghiệp lẫn tiền bạc cho quý vị vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để trợ mệnh hộ thân đó vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tý đó là tuổi thứ thứ tư tiếp theo tuổi thứ năm chúng ta xét đó chính là những người tuổi tỵ con giáp may mắn thứ năm à, thưa quý vị nói chung ấy, trong cái ngày rằm tháng 12 lịch ngày mậu tý thì những người tuổi tỵ được thiên ấn nó nâng đỡ cái may mắn là sự nghiệp của những người tuổi tỵ nói chung là đang trên những cái bước tiến triển đáng mừng ấy Đó. Cái sự cố gắng của những người tuổi tỵ trong suốt thời gian vừa qua cũng được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. À, các bạn sẽ có cơ hội được thăng chức này, tăng lương này trong cái thời điểm cuối năm này. Đó. Và nhận được cái khoản tiền thưởng cuối năm ấy cực kỳ là hậu hĩnh. Có thể là cái tháng lương thứ 13 hoặc là những khoản tiền thưởng hoa hồng do các đối tác cái khách hàng cả năm mang lại. À, trong thời gian này thì tiếc rằng những người uh, tuổi tỵ thì bị uh, cục diện là tỉ hóa là xung khắc. vậy nên cái mối quan hệ tình cảm của những người tuổi tỵ không được mấy bình yên. À, bạn và người ấy có thể là mâu thuẫn với nhau vì những cái vấn đề hết sức là nhỏ nhặt. À, khuyên hai người không nên nóng nảy cũng cũng không nên nghiêm trọng hóa cái vấn đề. À, với những người độc thân ấy, thì các bạn thường tìm cách từ chối những cái đối tượng tiếp cận mình. À, các bạn cho rằng cái chuyện yêu đương là phiền phức và hoàn toàn thỏa mãn với cái cuộc sống hiện tại của mình. À, bên cạnh đó à, cũng có những người mà vẫn bị ám ảnh bởi những cái tổn thương trong quá khứ nên là cũng không muốn bước vào bất cứ một cái mối tình duyên nào. Vì thế trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái vận trình tình cảm cho mình ấy, cũng như là tăng cường cái tài lộc thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tỵ dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. À, vòng nữa được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ấy, tuổi tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu không ai khác đó chính là những người tuổi hợi. À, quý vị thân mến, nói chung ấy trong cái ngày rằm tháng 12 lịch ngày mậu tí này thì những người tuổi hợi được cục diện là hợi tí xỉu là tam hội. Thì được cục diện tâm hội nó nâng đỡ vậy nên những người tuổi Hợi sẽ giữ được cái tinh thần lạc quan và tích cực chính vì vậy mà các bạn sẵn sàng đối mặt và giải quyết được những những vấn đề còn tồn động trước đó thậm chí các bạn còn là những người dẫn dắt tập thể vượt qua cái khó khăn trong cái giai đoạn trước kia. đấy à, Trong thời gian này thì những người làm lãnh đạo sẽ nhận được cái sự yêu mến và kính trọng của mọi người xung quanh. Các bạn luôn quan tâm đến đời sống vật chất và cái tinh thần của mọi người sắp xếp mọi người vào cái vị trí phù hợp để họ phát huy đúng cái điểm mạnh của mình. À, trong thời gian này nếu mà có việc cần phải đi xa ấy, thì quý vị cũng nên là cẩn thận và chọn những cái giờ lành giờ tốt để để xuất hành để được nhiều may mắn và thuận lợi hơn à, vì thế để gia tăng cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi mã mùi để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi hợi. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm con giáp may mắn nhất trong cái ngày rằm tháng 12 âm lịch ngày mậu tí. Và đây là những con giáp dễ có cơ hội sắm nhà, tậu xe. Đúng cái ngày rằm tháng 12 âm lịch. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Sửu, hai tuổi Thân, ba tuổi Thìn, bốn tuổi Tý, năm tuổi Tỵ và sáu là tuổi Hợi. Đó là sáu con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe, giàu sang nước vách. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.